Với phẩm chất hoàn hảo, Lưu Sinh Long là vị vua được nhiều người yêu mến nhất lịch sử Trân Long Quốc. Nhưng do dưới trướng của ông có quá nhiều nhân tài nên ít ai biết được ông cũng là người có võ công cao cường. Chào mừng các thủ lĩnh đến với tiêu điểm tướng Lưu Sinh Long, thủ lĩnh nhân tử. Lưu Sinh Long sở hữu nội tại hoàn toàn thiên về buff cho binh lính bao gồm tăng quy mô binh lính, tăng máu cho quân đoàn, tăng thủ và công cho bộ. Ban đầu, hãy sử dụng ông cho vương quốc phát triển đủ 4 loại lính. Khi đạt các sao cao, hãy tập trung huấn luyện bộ binh thôi nhé. Với nội tại trên, các trang bị mà Lưu Sinh Long có thể nhắm đến là kiếm thường, khiên thường, mũ cứng, huy hiệu đội trưởng, giáp đội trưởng, ủng đội trưởng hoặc dây lông bờm là những trang bị khuyên dùng dưới level 40. Chọn bộ thần chiến tranh và mũ hộ vệ sẽ là bộ trang bị hướng đến khi đạt level trên 40. Không kém cạnh các vị tướng SS khác, thủ lĩnh sở hữu kỹ năng bá đạo trên từng hạt gạo mang tên đấm phát chết. Gây 90% sát thương cho tất cả địch và cá nhân miễn nhiễm sát thương trong 3 lượt. Ngoài ra, khi mỗi đồng đội chết, ông ta được tăng 9% sát thương của bản thân. Nếu Lưu Sinh Long là người sống sót cuối cùng, kỹ năng của ông ta đích thị là đấm phát chết luôn. Sau khi nâng Lưu Sinh Long lên 2 sao, kỹ năng của ông sẽ tăng 12% công lên địch bóng tối. Các chỉ số kỹ năng sẽ được tăng lên khi tăng bậc. Với độ bá đạo của thủ lĩnh nhân tử, ông ta có những ưu điểm sau: chỉ số máu và thủ khủng nhất vương quốc chiến, miễn nhiễm sát thương tận 3 lượt, đồng thời tăng sát thương khi đồng đội gục ngã. Ông ta là một vị tướng siêu gánh team khi các bạn sở hữu. Sau khi tăng 2 sao, sát thương khắc hệ của ông mạnh nhất trong các tướng hệ ánh sáng. Nhưng ông ta sẽ có một số nhược điểm như hồi nộ của ông rất chậm, lên đến 12 điểm. Khi đồng đội chưa chết, sát thương của ông ta không quá ấn tượng. Độ trâu bò hạng khủng, các combo tối ưu của Lưu Sinh Long là combo không điểm yếu, Vũ Sư Ảo Diệu, Elena và Minh Châu Công Chúa, Liu Xiang là ứng cử viên sáng giá cho combo này. Elena và Liu Xiang tăng kháng bóng tối và hồi máu cho thủ lĩnh nhân tử để ông ta sống dài và tung được kỹ năng của mình. Ngoài ra, khi có thêm một vị tướng ánh sáng vào team, ông sẽ gây được nhiều sát thương hơn. Combo hồi nộ nhanh chóng, chiến binh Izumo, bá thước rồng và giáo sĩ tâm linh sẽ cải thiện nhược điểm hồi nộ chậm của thủ lĩnh nhân tử. Khi kỹ năng của ông ta được tung ra liên tục, đây thật sự là một quân bài gánh team đích thực. Để khắc chế Lưu Sinh Long cũng không phải là không có cách. Một số cách để khắc chế ông ta là khắc hệ Thorn là nỗi khiếp sợ của hệ ánh sáng khi sát thương anh chàng này cực kỳ mạnh và hồi nộ cực nhanh khiến thủ lĩnh nhân tử cũng phải dè chừng. Khống chế nộ, hồi nộ cực chậm cũng là nhược điểm để khai thác khi có khá nhiều tướng làm được như đại học giả, ẩn thế long nhân, thuyền trưởng là những gương mặt vàng trong làng khống chế nộ sẽ gây khó khăn cho thủ lĩnh nhân tử rất nhiều. Lưu Sinh Long, thủ lĩnh nhân tử, đấu sĩ châu nhất vương quốc chiến, vào game và sở hữu ngay. Like ngay fanpage Vương Quốc Chiến Mobile để cập nhật những thông tin mới nhất về game.